chào mọi người. An vừa mới đi siêu thị về và chuẩn bị buổi tối cho cả nhà, và An mới mua mấy quả táo ở trong siêu thị. Và hôm nay thì ở dưới Vinmart thì có rất là nhiều loại táo khác nhau vừa mới về, nên là An cũng nhặt mỗi loại một quả, và sau đấy thì An về An nhìn thấy các cái mã số ở trên quả này, thì An sẽ tiện đây thì An sẽ review và hướng dẫn cho mọi người về cách đọc các cái đầu số ở trên cái tem quả táo này, để mọi người biết về ý nghĩa của từng loại như thế nào. Từ đấy thì mình khi mình mua, mình lựa chọn sản phẩm thì mình sẽ biết cách hơn nhé. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát. An sẽ bày ra đây, tí nữa An sẽ để lại gần hơn để cho mọi người cùng quan sát. Trên tay An là có 4 loại, 4 quả táo với nhau, nhưng mà chỉ có 3 loại mã vạch thôi. Đây là 3 quả táo mà An vừa mua ở dưới Vinmark, và mỗi loại thì có một loại giá khác nhau và có một loại mã vạch đầu số khác nhau. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là chúng khác nhau như thế nào và tại sao cùng là táo mà loại đắt và rẻ nhá mọi người nhá. Đầu tiên là với mã số 3, ở loại hoa quả nhập khẩu thì chúng ta rất hay bắt gặp đầu 3 có dãy có 4 chữ số và bắt đầu bằng số 3 mọi người nhé. Đây là ở trong siêu thị này, rồi ở trong các cửa hàng hoa quả nhập khẩu thì cái loại đầu số 3 này An thấy gần như là khá là nhiều nhất luôn. Ở đầu số 3 này có nghĩa là gì? Số 3 này thì được ký hiệu cho các cái loại hoa quả mà được xử lý bằng công nghệ bức xạ ion hóa. Thì cái công nghệ bức xạ ion hóa này thì nó giúp cho trái cây được bảo quản lâu hơn. Đó là lý do mà những cái hoa quả như thế này mình mua ở Vinmark về mình để có khi cả nửa tháng, một tháng mình không rửa nhé các bạn nhé, không rửa, để nguyên cả nửa tháng, một tháng thì hoa quả vẫn còn tươi nguyên. Đó chính là cái do cái công nghệ bức xạ ion hóa này nó giúp cho hoa quả của chúng ta được giữ và bảo quản lâu hơn. Thì cái công nghệ ion hóa này á, thì cái trái cây của chúng ta vẫn được trồng bình thường, sử dụng các loại thân phân hóa học rồi chất kích thích bình thường, nuôi trồng bình thường đấy ạ. Và có sử dụng cái công nghệ ion hóa để chiếu vào cái quả táo này. Một cách để nhận biết đó là mình có thể sử dụng cái quả táo này này, mình dội bằng nước hơi ấm ấm lên thì mình sẽ thấy một lớp màng trắng ấy, nó bong bong ra. Đó, thì là cái lớp bảo vệ của quả táo này đấy ạ, bằng cái công nghệ là ion hóa. Tuy nhiên là ion hóa này thì cũng được kiểm tra rất là nghiêm ngặt và phải theo cái tiêu chuẩn của quốc tế, nó đảm bảo cho người sử dụng. Tuy nhiên là nếu như mà có điều kiện hơn thì mình có thể tham gia và ăn ở những cái đầu số khác, đúng không ạ? Mình sẽ tìm hiểu đến đầu số thứ hai nhá. Đầu số thứ hai là đầu số 4, đúng không ạ? Đầu số 4 này cũng khá là nhiều ở trong siêu thị và các cái cửa hàng. Thì đầu số 4 này có nghĩa là ký hiệu của các cái loại trái cây được trồng bằng công nghệ thông thường, nghĩa là vẫn sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, rồi phân hóa học. Tuy nhiên là nó nằm ở trong liều lượng và cái tiêu chuẩn an toàn theo quy định của thế giới. Đó, đầu 3 và đầu 4 này thì giá cả là rất là phải chăng, nên là nó cũng có nhiều các siêu thị và các cửa hàng mà bán đồ hoa quả nhập khẩu. Đó, và một đầu tiếp theo nữa, đó là đầu bắt đầu bằng mã code số 9, chính là cái quả táo này đây. Số 9 đấy ạ, 5 chữ 5 số nhá, và bắt đầu từ số 9. Ở đây thì họ dán thêm nhãn organic nữa. Thì đầu số 9 này là những đầu số mà cây được trồng theo cái phương pháp nông sản hữu cơ, có nghĩa là không sử dụng bất kỳ một cái loại phân bón hóa học cũng như là các cái loại thuốc trừ sâu hay chất kích thích gì hết, và sử dụng theo nuôi trồng theo phương pháp là organic. Chính vì vậy mà nó là loại đắt nhất ở trên thị trường hiện nay. Nó cũng chuyên bán ở các cửa hàng hoa quả sạch này, và bán ở các cái cửa hàng chuyên dụng cho đồ chuyên bán về hàng organic ấy, thì nó sẽ nhiều hơn vì nó đắt mà nó bán đại trà thì ít người mua. Đó, và một cái loại thứ tư nữa mà An đang không có ở đây, đó là bắt đầu bằng đầu số 8. Đầu số 8 thì là những trái cây mà được những trái cây người ta gọi là thực phẩm biến đổi gen ấy ạ. Thì thực ra là thực phẩm biến đổi gen thì hiện tại ở trên thế giới cũng có rất là nhiều sự tranh cãi, kể cả là các nhà khoa học thì cũng có sự tranh cãi là nó tốt hay là không tốt, nó tốt cho sức khỏe hay là không. Thì
Nói tóm lại là theo quan điểm của An, những thứ mà đang gây tranh cãi thì chúng ta cũng hạn chế dùng, đúng không ạ? Vậy thì thông qua bốn cái đầu số này thì chúng ta sẽ lựa chọn loại nào ạ? Sẽ lựa chọn đầu số 9 là an toàn nhất, đúng không các bạn? Tuy nhiên đầu số 9 thì nó sẽ đắt nhất trong tất cả các đầu số kia. Đầu số 3, 4 thì đương nhiên là các cái chỉ số nó vẫn đảm bảo trong ngưỡng an toàn, chứ nó không thể là ngoài ngưỡng an toàn được. Tuy nhiên là để tốt nhất thì mọi người hãy lựa chọn đầu số 9 nhé. Tất nhiên đắt thì sẽ tốt thì sẽ đắt hơn một chút, đúng không ạ? Hy vọng những kiến thức này sẽ bổ sung thêm cho căn bếp của các bạn, cho những bà nội trợ có sự lựa chọn phù hợp hơn, và ít nhất là mình cũng đọc được các cái nhãn của quả và không có cái sự thắc mắc là tại sao mà nó lại đắt rẻ khác nhau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.